chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng định kỳ vào khung giờ 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và hôm nay Khẩu vị ngôi sao sẽ mời đến đây một vị khách mời, đó là một cô người mẫu bước ra từ một chương trình Tìm Kiếm Người Mẫu, được quý vị khán giả yêu thích bởi sự chân thật gần gũi và chất phác của cô. Xin giới thiệu người mẫu Cao Ngân. Em đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao, gửi lời chào đến quý vị khán giả nha. Cao Ngân xin chào tất cả mọi người. Cao Ngân xin cảm ơn chương trình Khẩu vị ngôi sao đã mời em đến đây để gọi là thưởng thức đó chị. Dạ em chào chị. Chào em. Mời em đến với Khẩu vị ngôi sao và chuẩn bị thưởng thức những gì em mong muốn nha. Dạ. Mời em. Lâu ngày gặp lại thấy em có vẻ tươi tắn hơn. Dạ thật ra thì không giấu gì chị, em lên được 3kg sau 1 năm ở quê. 3 tháng đi tập gym, mỗi lần bị sụt cân là em lại về quê à. Thì về quê thì nó sẽ lên lại. Vì sao vậy? Dạ thật ra thì tại vì cái khẩu vị ăn của em đó, chỉ có về quê nhà mới ăn được nhiều thôi. Vậy là cái khẩu vị của em khá là khó ăn rồi đúng không? Khó tính trong việc ăn uống. Bây giờ em phải giúp chị ghi ra 2 món ăn mà em muốn thưởng thức 2 món thôi nha. Dạ. Rồi, đưa cho chị nè. Giờ chị sẽ giữ nha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ tạm để 2 món ăn ở đây. Dạ. Và chị sẽ giới thiệu ra đây 2 fan hâm mộ sẽ đến đây để nấu các món mà em yêu thích. Xin giới thiệu bạn Lương Vĩ và Minh Thảo. Chào mừng hai bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Dạ em chào chị. Bạn giới thiệu một chút xíu về mình nha. Dạ em tên là Đặng Minh Thảo, em đến từ Đà Lạt ạ. Wow. Dạ. Công việc chính của em hiện nay là gì? Dạ, em đang là sinh viên năm 2 của trường sân khấu điện ảnh. Yêu mến chị Cao Ngân vì chị cao phải không? Dạ, cao và dạ, chị xinh nữa. Xinh thôi hả? Xinh thôi hả? Dạ. Chọc thôi, gung lắm phải không? Dạ. Rồi, thả lỏng đây nào. Mời bạn giới thiệu chút xíu ra nè. Dạ, em kính chào chị Hà Thu. Kính chào chị Hà Thu. Dạ, chị Cao Ngân và khán giả. Em tên là Lương Vĩ. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là sinh viên. Dạ, em hâm mộ chị Cao Ngân. Tại chị cao quá, tại chị cao quá. Em có tự tin là em sẽ nấu được những cái món mà chị yêu thích không? Em rất tự tin để phục vụ chị Cao Ngân bữa nay một món thật là ngon. Wow. Bây giờ trên màn hình sẽ có 3 từ khóa liên quan đến chị Cao Ngân. Về cuộc sống, niềm vui, sở thích, mọi thứ trong cuộc sống của chị ấy. Và đặc biệt là về khẩu vị ăn uống. 1, 2, 3, đơn giản. Hai bạn phải lần lượt trả lời 2 câu hỏi cùng một phần thử thách. Để lật mở từng ô khóa, bạn nào giành chiến thắng trong mỗi câu hỏi hoặc phần thử thách thì sẽ được lật một từ khóa. Và sau 3 từ khóa, ai lật được nhiều hơn thì người đó sẽ giành chiến thắng. Trong 3 từ khóa này thì sẽ có một từ khóa có huy hiệu thần bếp. Đó là nhận được sự giúp đỡ của chị Cao Ngân khi mà nấu ăn. Thì cái này là một lợi thế rất lớn, cho nên là hy vọng các bạn may mắn để chọn được. Hai bạn sẵn sàng với câu hỏi đầu tiên chưa? Đã sẵn sàng rồi chị. Thôi mời hai bạn cầm bảng lên. Mỗi bạn sẽ có 10 giây để trả lời câu hỏi của mình. Câu hỏi đầu tiên, củ su hào là phần nào của cây su hào? 10 giây bắt đầu. Phần đầu. Chị không biết đâu nha, nhưng mà chị nghi là mấy bạn sẽ thua vì em đó. Cũng tưởng tượng ra rồi chứ em chưa thấy ngoài đời nữa. 3, 2, 1, xoay bảng. Oh wow. Đáp án chính xác là phần thân cây. Su hào là một giống cây trồng thân thấp và mập của cải bắp dại, được chọn lựa vì thân mập gần như có dạng hình cầu, chứa nhiều nước của nó. Su hào được tạo ra từ quá trình chọn lọc nhân tạo để lấy phần tăng trưởng của mô phân sinh ở thân, mà trong đời thường gọi là củ. Nguồn gốc tự nhiên của nó là cải bắp dại. Rồi, bây giờ phần đầu tiên kết quả là hòa nhau, không ai thắng cả. Cao Ngân giúp hai bạn lật một từ khóa vì không có bạn nào trả lời đúng hết á. Phần trách nhiệm sẽ thuộc về em. Dạ. Em sẽ lật một từ khóa trong 3 từ khóa trên. Cho em số 2 đi. Mời từ khóa số 2. Con gái ngoan của mẹ. Cái từ khóa này thật ra thì là em ghi trên kiểu nghe ngoan vậy thôi, chứ là mẹ em nấu nồi canh bí á, xong mẹ mới đi chợ, mẹ em kêu em là ở nhà canh nồi bí, thì em canh xong rồi cái bị quên. Chị biết mà nó khét, mà khét nghẹt đen lên một phân nửa bí vậy nè. Xong rồi em cứ ngồi trước em chơi, xong rồi ở sau thì khói lên. Cái mẹ em đi chợ về, mẹ em đi ra thẳng ra phía sau, mẹ em tắt, xong mẹ em đi ra hỏi tắt nồi canh chưa.
chết rồi còn quên á. Nguyên một nồi canh mà chị tưởng tượng miếng bí nó khét lên mà hơn phân nửa miếng bí luôn nè chị. À, vậy là lúc đó chị tưởng tượng ra câu nói của mẹ em là kiểu con gái ngoan của mẹ ha, phải không? Bây giờ mình đến với câu hỏi số 2 ha. Dạ. Theo truyện cổ dân gian, trái cây gì dành cho những người lười biếng? 10 giây bắt đầu. À biết rồi. 3 2 1 Hết giờ. Trái bí là bí đó em hả? Không biết trái gì gọi là bí rồi đúng không? Bí lâu rồi. Trái bí là trái gì? Trái sung. Chính xác. Há miệng chờ sung rụng. Dạ. Tại vì có cái câu nói là há miệng chờ sung được trích dẫn trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2 tập 1. Với đáp án câu hỏi số 2 này thì đã mang về phần chiến thắng cho Lương Vĩ. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn. Em chọn từ khóa số mấy? Dạ, em rất là thích số 1 nên em quyết định em chọn số 1 gì. Mời từ khóa số 1. Đau một lần rồi thôi. Và từ khóa này sẽ có huy hiệu thần bếp, đồng nghĩa với việc em sẽ nhận được sự trợ giúp của chị Cao Ngân. Hãy nhớ để đòi hỏi chị ấy khi cần nhé. Dạ. Cao Ngân chia sẻ một chút xíu về đau một lần rồi thôi. Nghe dạ. Có vẻ đau đớn vậy? Là em bị mắc xương cá. Ồ, lúc đó là em còn nhỏ lắm đúng không? Dạ, nên em sợ luôn. Đến lớn luôn em mới dám ăn cá lại đó. Kiểu lúc đó mình lớn rồi, mình tự biết lấy xương ra rồi đó. Em mới dám ăn lại. May mà khi lớn lên em biết lấy xương ra rồi ha. Dạ. Tại vì có những người có bị một cái gì đó khi mà mình còn nhỏ ăn phải cái gì đó, thì lớn lên từ đó về sau người ta không có ăn được cái món đó nữa. Bây giờ phần thắng tạm nghiêng về Vĩ. Và chúng ta đến với một cái thử thách cuối cùng để phân định người chiến thắng và một cơ hội cuối cùng cho em gỡ lại. Dạ. Nha. Bây giờ chúng ta sẽ đợi chương trình chuẩn bị một chút xíu. Chúng ta sẽ có đạo cụ để chơi trò chơi nha. Vâng, xin mời hai bạn đến với một thử thách rất cam go của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Và người hướng dẫn trò chơi sẽ là Hà Thu. Rồi, các bạn phải đứng ngay cái vị trí vạch đỏ này, không có được đụng chân vào vạch nha. Đây, các bạn thấy những sợi dây thun này không? Phải dùng dây thun này bắn thật mạnh vào những cái lon này. Làm thế nào để đốn ngã được 5 cái lon đó trong thời gian 2 phút, mà ai bắn rớt được nhiều lon hơn thì giành chiến thắng, hoặc là chưa hết 2 phút mà bạn nào bắn rớt hết 5 lon rồi thì người đó sẽ giành chiến thắng. Dạ. Rồi, thời gian 2 phút bắt đầu. Cầm 2 cầm 1 nha. Wow. Cố lên. Cố lên. Cũng may mắn ở dưới á. Làm một phát ăn luôn nè. Cố lên Vĩ ơi. Đấy. Cổ vũ đội nhà, đi qua cổ vũ đội khách nè. Kìa đó. Thì em không biết chơi dây thun đúng không? Wow, còn một lần nữa rồi. Rồi Dĩ ơi, Dĩ thua rồi. Chưa hết thời gian kìa. Rồi xong. Yeah, bên này thắng rồi. Rồi, mặc dù thời gian chưa kết thúc nhưng mà bạn ấy thắng tuyệt đối, 5 lon rớt xuống khỏi bàn rồi và em đã thua tuyệt đối với 5 chiếc lon còn trên bàn. Cho nên sau phần thử thách này, chiến thắng sẽ thuộc về Minh Thảo. Chúc mừng em. Rồi, mời mọi người về lại phòng khách. Chúc mừng Minh Thảo, người đàn ông mạnh mẽ khi cần. Em đã giành chiến thắng trong phần chơi này. Bây giờ mình có quyền lật mở từ khóa cuối cùng, từ khóa số 3. Dạ. Xin mời từ khóa số 3. Chuyện tình nơi đảo xa. Wow. Em tưởng tượng thôi, chứ chưa có. Chứ em nói xạo về cái từ khóa này hả? Ước á, chị hiểu không? Không phải ước là mong muốn. À, một điều ước. Cái từ khóa này là một điều ước của Cao Ngân, thưa quý vị. Chuyện tình đó làm sao nè? Em với bạn em đi ra một cái đảo chơi. Ừ. Tụi em đi bắt cua cá tôm ở ngoài đảo đó luôn á. Xong thì đem về, bạn em mới kiểu làm tôm nướng muối ớt. Ngoài đó mình kiểu có cảm giác như là thiệt á. À, có nghĩa ra đó để có những cái hoạt động thể chất để cho dạ. Đói ăn ngon hơn hả? Dạ. Rồi bạn em làm xong rồi nướng cho em ăn. Có nghĩa là mơ được cùng một anh chàng nào đó đến đảo xa để làm gì? Không để làm gì hết, cùng nhau mò cua, bắt ốc, câu tôm, câu cá, rồi nướng muối ớt phải không? Dạ đúng rồi, tôm nướng muối ớt ngon lắm đó, món chúc ngon. Chúc mơ của em sớm thành sự thật. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, đã kết thúc 3 từ khóa liên quan tới Cao Ngân và phần thắng thì không nghiêng về ai cả. Kết quả đang tạm hòa, chúng ta đến với một phần thử thách cam go cuối cùng. Tìm ra người chiến thắng. Trò chơi quẳng tù tì bắt đầu. Trời. 1 2 3 Trời.
khá sâu mà còn ra thua nữa. Vậy là phần chiến thắng đã dành thuộc về Minh Thảo. Chúc mừng em. Bây giờ chị sẽ khám phá hai món ăn này: cua sốt me và bò lúc lắc. Em chọn món nào trong hai món này? Dạ em chọn bò lúc lắc ạ. Mời em. Dạ. Còn cua sốt me, mình cảm giác như thế nào về món này? Em nghĩ em làm được cái món này. Khá tự tin đúng không? Khá tự tin chị. Bây giờ ngoài phần được chọn món ăn thì Minh Thảo sẽ có một quyền chọn gian bếp trái hoặc bếp phải, hai bên, bên nào thuận tiện cho em. Mỗi bếp sẽ có những cái thử thách nhỏ nhỏ riêng nhưng mà không đáng kể. Mình chỉ chọn cái bếp nào thuận cái góc mặt của mình để lên hình cho đẹp thôi nha ha. Em chọn bếp trái hay bếp phải? Dạ em chọn bếp phải ạ. Bếp phải, vậy thì bếp trái sẽ thuộc về em. Dạ. Bây giờ mời các bạn cùng đến với gian bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao để bước vào phần 2 của chương trình mang tên Chinh Phục Khẩu Vị Ngôi Sao. Quý vị và các bạn quay trở lại với phần 2 của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với gian bếp của Khẩu Vị Ngôi Sao. Vâng, và bếp trái của chúng ta sẽ có một thử thách nhỏ nhỏ thôi. Đúng rồi, em biết thử thách của mình đúng không? Dạ. Đó là vừa nấu ăn và vừa ngồi trên hai con thú nhúng như vậy. Em thấy thoải mái không? Dạ thì cũng thoải mái. Và khi mình di chuyển đi lấy nguyên vật liệu hay đi rửa gì thì cũng nhớ đem hai thú theo nha. Không đừng để em ở đây. Tức là mình ngồi lên hai con này mình đi chứ mình không được đứng lên đi rồi mình mới quay là mình đúng ngồi. Rồi. Rồi bên bếp phải của chúng ta sẽ có một thử thách đơn giản hơn, đó là em phải ngồi trên cái banh yoga. Hơi thấp đúng không? Nghe coi chừng té đó. Tương tự như bạn Vĩ, mọi hoạt động của em cũng phải đồng hành cùng cái banh yoga này nha. Dạ. Rồi, ngoài ra thì ở trên một vài nguyên liệu của chúng ta thì sẽ có các cái thử thách. Khi nào mà các bạn muốn dùng những cái nguyên liệu có thử thách đó thì hãy gọi chị Cao Ngân. Chị Cao Ngân sẽ vượt qua những cái thử thách cam go để giúp mọi người lấy được các cái phần nguyên liệu của mình. Bây giờ mời hai bạn bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình. Thu và Ngân sẽ đi ra ngoài nha. Dạ. Để trống không gian. Chúc may mắn nha mọi người. Rồi trong lúc hai bạn đang tập trung nấu nướng thì mình tâm sự mỏng chút xíu. Dạ. Có ít thời gian nấu ăn đúng không? Nhưng mà cái món nào mà em cảm thấy là em nấu được ngon nhất cho bản thân mình? Canh bùn ngót. Chị Thu với chị Ngân ơi, em cần cua. Giờ phải vượt qua thử thách mới lấy được con cua chị. À rồi em đọc giúp chị cái phần thử thách nha. Đưa tay vào trong chiếc hộp bí ẩn và đón xem 5 trong số những món trong đó là gì. Rồi bây giờ em chỉ cho tay vào hộp và em cảm thấy là cái món đó là gì thì đọc tên chị xác nhận đúng thì mình sẽ lấy ra. Rồi giờ em chơi nha. Rồi bắt đầu mời em. Ôi trời ơi cái gì mà nó trơn như vậy. À cái này là trái chanh nè. À sai nha, bỏ trái chanh xuống em. À cái này đồ dùng hay gì ta? À cái ghế đồ chơi. Bỏ xuống luôn nè. Gần đúng nha. Đây là gợi ý cho em nè, đây là những cái đồ chơi của mình mà mình chơi lúc nhỏ, nói là đồ chơi thôi. À cái gì? Cái nồi. Đúng rồi, cái chính nồi. Xác. Rồi vậy biết rồi. Rồi cái này cái rổ. Rồi. Đúng luôn. À, ngón thứ rồi, ba. Rồi biết nè, cây lược. Rồi. Em phải nói xong em mới được kéo ra nha, không được chen gian nha. Cái này là cái ly. Rồi, chính xác ly uống trà. Một món nữa. Cái nãy đó em đoán gần đúng rồi đó. Tựa cái a à, rồi, em biết rồi có 40 chân các bạn. Đúng, chính xác. Chúc mừng em đã tìm được 5 món. Em đã được sử dụng cua của mình rồi, chúc mừng em. Dạ, cảm ơn chị Ngân nhiều. Cố lên. Rồi, bây giờ mình về lại phòng khách ha. Chị Ngân ơi, em còn thịt bò nhưng mà phải vượt qua thử thách là ném được 3 quả banh dưa hấu lọt vào được cái vòng treo trên thanh xà cách xa vị trí đứng ạ. Mời Ngân, em sẽ ném 3 trái dưa hấu vào đây. Thời gian bắt đầu. Trời ơi, hay quá. Em không ngờ luôn á. Tay ném siêu xa quá nè. Trời ơi, rồi xong một trái. Thứ hai, quả thứ hai. Ồ. Wow, hai trái. Rồi em biết cách ném rồi đó. Em làm sao để chị khỏi phải đi nhặt banh nè. Chị thấy tình hình không ổn rồi đó. Yeah. Tự nhiên nhặt thấy này làm gì không biết. Có 2 trái. Rồi chúc mừng em. Chúc mừng Minh Thảo đã có bò để nấu bò lúc lắc. Dạ em cảm ơn chị Ngân ạ. Rồi mời Ngân về lại phòng khách nè. Vĩ ơi em có cần nhờ gì nữa không? Chị Thu với chị Ngân ơi, giờ em cần đến me mà phải vượt qua thử thách mới được lấy cái me này. Phải để me sốt đúng không? Thử thách của mình là gì?
Dạ, thử thách của mình là dùng cơ mặt để di chuyển miếng bánh quy hình tròn từ trán xuống miệng để ăn. Yên tâm, cơ mặt của Cao Ngân rất là săn chắc nha, không cố sao nè chị. Em muốn chị đặt ở cái cơ nào? Chỗ nào cũng được. Là thế này nha, cơ trán nha. Chết rồi, để dướng cái con bắt thêm luôn rồi. Dính vô cái bị giả luôn rồi. Đó, xuống rồi chị ơi, xuống rồi. Gần xuống rồi đó. Nếu cần chị quạt nhẹ cho nó bay xuống không? Đừng gớt nghe, đừng gớt nghe, đừng gớt nghe. Nói lần lại từ đầu đó nha Ngân. Đừng, đừng. Đừng mềm lắc vô đó là nó rớt. À, gần được rồi, Ngân ơi, bình tĩnh thôi. Ngã ra chút nữa không thôi nó bị trơn, nó trượt. Hoặc là em có thể há cái miệng thật to ra để nó đỡ lấy. Lúc đó chị không giúp em đánh thơ nữa nha. Rồi bây giờ chị sẽ đặt lại cái vị trí này nha. Dạ. Cái vị trí này em có đã làm được rồi nha, đó. Chị cho em thêm một lần nữa đi. Ừ, rồi em ngậm miệng là chị đặt cái cơ đây luôn cho em. Nè, đó, cái cơ này mà em ăn không được nữa là chị xỉu luôn á. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn Cao Ngân đã cố gắng. Một cái phần thử thách rất là vất vả. Rồi, chúc mừng em. Với sự cố gắng của chị Ngân và sự ăn gian của chị thì em đã được dùng sốt me rồi. Cảm ơn hai chị rất nhiều. Ừ. Minh Thảo ơi, còn một cái thử thách cuối cùng nữa phải không em? Dạ, chị Ngân em cần khoai tây. Nhưng mà phải được ra cái thử thách là hãy liệt kê thật nhanh 10 sản phẩm trong nhà bếp hoạt động bằng điện. À rồi, bây giờ để lấy được khoai tây làm bò lúc lắc thì em kể cho chị 10 thiết bị trong nhà bếp dùng bằng điện. Dạ, nồi cơm điện. Rồi, tủ lạnh. Rồi, không phải tivi. Cái bếp mình đang lẩu á, bếp lẩu điện. Bếp lẩu, 3. Cái bếp mình không phải nấu lẩu, cái bếp mà để nấu cái món khác á. Cái bếp bình thường, 4. Dạ, lò vi sóng. Lò vi sóng, 5. Cái bếp điện mình nướng đồ ăn á. Lò nướng, dạ, lò nướng, 6. Bếp rửa chén. Cái đó là cái máy rửa chén chứ không phải cái bếp rửa chén, 7. Mình bớt bếp lại, mình còn nhiều cái thứ khác á. Nồi cơm điện em nói rồi phải không? Đúng rồi em. Chị có gì gợi ý cho em không? Máy giặt có bỏ trong nhà bếp không em? Máy giặt nhà chị bỏ trong nhà bếp. Nhà em có bỏ trong nhà bếp không? Dạ có. Rồi được luôn. Vậy nếu mà vậy thì tivi cũng được luôn rồi. Tại vì tivi nè, trong nhà bếp. Tivi nhà em bỏ trong phòng bếp không? Nhà em thì không có, nhưng mà em cũng đang tưởng tượng. Chị cũng không bỏ trong phòng bếp nha. Mình bỏ cái đó đi nè. Mình ăn da một cái thôi em. Mình ăn da hai cái khán giả không chịu đâu. Gì ta? Gì mà đẹp da, mình đẹp da, mình uống đồ là mình dùng cái gì nè. Trời ơi, máy xay sinh tố. Chính xác. Cái cuối cùng nè. Máy xay. Đừng nói máy xay sinh tố là cái gì. À, đừng nói cái máy bắt cam nha. Máy nước ép. Máy ép cái cây rồi. Đủ 10 cái. Với sự vật vã khó tìm, cộng luôn cả máy giặt vô nhà bếp đúng không? Cao Ngân đã hoàn thành hơi ăn da một chút xíu phần thi này, nhưng mà cũng đã mang lại khoai tây cho bạn Minh Thảo. Chắc các bạn đủ nguyên liệu rồi đó. Mình ra ngoài chút xíu để hai bạn tĩnh tâm á, để đỡ mình làm ồn em nấu ăn cho tốt ha. Rồi, mời em Thảo ra ngoài ơi, nghỉ ngơi. Nhớ nấu bò chín kỹ nha. Dạ. Sống chứ không ăn được đâu đó. Dạ dạ. Sau một thời gian Cao Ngân chờ đợi mỏi mòn thì bây giờ đã có hai món ăn mà Cao Ngân yêu thích, đó là bò lúc lắc với lại là cua sốt me. Bây giờ Cao Ngân muốn thử món nào trước nào? Cho em ăn bò trước đi. Bò trước đi ha. Có thêm một miếng khoai tây nè, ớt nè. Rồi, mời em. Xin phép mọi người nãy em ăn cho mọi người. Có dặn là nấu chín đó, em ăn thử xem. Dạ. Nó có vừa chín theo độ của em chưa?
Cười là sao? Ăn được chị? Ăn được. Dạ. Cũng thấm như thịt. Ra cái vị bò lúc lắc. Em ăn nó vừa ăn á, nó không có bị mặn quá hay là bị lạc. Nghe em nói chị hồi hộp, có gì ăn thử miếng coi. Chị biết rồi, chị hiểu cái cảm giác được quen là như thế nào rồi. Đúng là không mặn, không nhạt, cũng vừa thấm nhưng mà nó hơi dai. Cho nên nãy chị sợ không kịp nói, chị nuốt vội, giờ chị hơi nghẹn, cũng hơi nằm ở đây một chút xíu. Chắc dai là do em á, tại em kêu nấu chín á. Mời em ra ngoài nghỉ ngơi. Nhớ nấu bò chín kỹ nha. Dạ, cái bò này là phải nấu tái xíu vậy. Thì nó mới ngon, dạ. Nó mới mềm đúng không? Dạ, đúng rồi. Tại vì yêu cầu của em đó cho nên chị cũng nên một cái cục nằm ngay đây nha, chị phụ em đó. Dạ. Đó, giờ em phải chịu trách nhiệm với cái yêu cầu của mình. Tại vì bò mà nấu hơi chín một cái thì nó hơi dai một chút xíu. Nhưng mà rồi. Chị yên tâm, em sẽ ăn hết. Rồi, bây giờ mình uống miếng nước nè. Dạ. Rồi, bây giờ đến phần cua nè. Bây giờ em sẽ ăn thử món cua súp me của bạn Vĩ. Vĩ. Dạ. Đó, rồi là mình lấy thịt ra mình ăn. Lát em tiện tay em bóc giúp chị miếng luôn nha. Dạ được, em để qua chén mình này nè. Em có bóc cua chuyên nghiệp được như chị không? Chị là chị không có biết bóc cua, sao thường thường chị ăn á là chị đâu có bóc ra như này đâu. Ngân chị cầm nguyên cái... Đừng nói chị cắn chị ăn nha. Thì đúng là không phải ăn cua, bình thường là ăn như vậy hả? Tại vì nếu mà chị biết cách gỡ cua thì là nó rất là dễ luôn. Chị ăn không còn một miếng thịt nào sót lại luôn á. Wow. Đúng là chuyên nghiệp thiệt chứ. Giờ tới phần thưởng thức, chị nghĩ phải thêm một miếng sốt me vô, tại vì bên trong nó không có sốt me á. Dạ. Đó, thêm một ít thôi. Đưa chị nè. Thôi chị mời em ăn trước đi. Tặng chị, cảm ơn em. Được không? Thật ra thì đối với em là cua bình thường là em đã ăn được rồi. Còn súp những này là kiểu nó thêm cái đậm đà chút xíu, đậm đà cho nó đa dạng thôi. Chứ cua bình thường nó đã ngon rồi. À vậy thì nãy em không nói bạn hấp lên cho em ăn cho nhanh chứ. Kiểu nếu mà mình làm vậy thì nó dễ cho bạn quá. Có nghĩa là em tạo điều kiện cho bạn được có thể hiện tài năng của mình đúng không? Đó, em phải cảm ơn chị nha. Đó là chị thích ăn cua hấp thôi, nhưng mà chị muốn súp me nữa. Nói chung ăn được. Dạ. Chị ăn thử cái đùi đi. Ngon, cái này chị thấy ngon là hình như em có bỏ thêm me vô cho nên nó hơi chua. Dạ đúng rồi. Súp me mà chị. Vậy hả? Chua mà chua hơi chua. Còn lại thì cái vị thấm vừa đủ. Vị cua đó vẫn ngọt. Ngọt đúng rồi, có ngọt thịt cua. Rồi, trước khi Cao Ngân chấm điểm thì em trình bày một chút xíu về tình cảm mà em gửi gắm trong món ăn này cho chị Cao Ngân, mặc dù nó hơi dai đó. Nãy chị ăn thì cũng hơi bị đau răng một chút xíu, nhưng tình cảm vì em nấu theo ý của chị, nấu chín đúng không? Thì em dành hết tình cảm với lại em pha thông bộ chị, nên đây là món quà em dành cho chị. Chị cảm ơn nha, bớt vung lại đi nè. Chị thương. Cũng là người mẫu. Cái này là tại chị, tại vì hồi nãy chị kêu nấu chín nên nó thành như vậy. Nhưng mà cứ nấu theo ý chị thì là... Dạ, em cảm ơn. Được, rồi. Bỉ. Dạ. Em thì dành hết tình cảm cho chị luôn. Mình cùng quê hương miền Tây nữa. Dành tình yêu của những người miền Tây với nhau. Chị cảm ơn Nghi. Dạ. Ăn rất ngon. Rồi, hai phần trình bày và mua chuộc đã kết thúc. Bây giờ là quyền quyết định thuộc về em, xem món ăn nào là món ăn mà cảm thấy em hợp khẩu vị hơn. Thật thì... sự nó khó quá. Bây giờ món nào mà em thấy được hơn chút thôi thì mình chấm thắng nè. Bò đi, tại vì là cái vị nó em thích. Em thích cái vị của bò hơn là, đúng còn không? Cái này em cũng thích nhưng mà nó kiểu là chắc em ăn quen rồi á, ăn thường á. Cua nhiều quá. Dạ. Rồi, vậy là phần chiến thắng đã thuộc về Minh Thảo với món bò lúc lắc. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn. Mời mọi người ra trước sân khấu, mình sẽ nhận quà của chương trình. Và đây là phần quà của chương trình mà Cao Ngân trao cho Minh Thảo nha. Đây nè. Minh Thảo ơi, đây quà của em đây. Dạ, em cảm ơn chị. Sau
một thời gian nấu nướng, thưởng thức các món ăn. Thì rất cảm ơn Cao Ngân đã dành thời gian đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Cảm ơn Cao Ngân đã đem đến đây rất nhiều niềm vui cũng như nhiều chia sẻ thú vị và thêm nhiều bí kíp nấu ăn, mặc dù là hơi ít nấu đúng không? Dạ. Cảm ơn hai bạn đã đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thời gian đã kết thúc rồi. Xin hẹn quý vị khán giả vào tuần sau nhé.